từng rộ nghi vấn yêu đương cùng người tình bí mật vào tháng 7 năm 2018. Nhưng Thanh Hằng vẫn kín tiếng, không tiết lộ gì hơn. Thế nhưng trang Instagram của cô mới đây có chia sẻ lại khoảnh khắc hẹn hò vào cuối tuần cùng dòng trạng thái It's the weekend. Chẳng mấy khi khán giả lại thấy Thanh Hằng cười tươi đến thế. Cả ánh mắt cũng ngập tràn hạnh phúc và hướng toàn bộ về người bên cạnh. Tới đây, ai cũng thắc mắc về nhân vật bí ẩn giấu mặt đang dùng bữa tối cùng nữ siêu mẫu. Được biết cả hai hẹn hò tại một nhà hàng vô cùng lãng mạn tại trung tâm Sài Gòn. Phải chăng đây chính là tình yêu mà bấy lâu nay Thanh Hằng một mực giấu kín? Nhưng lần này đích thân bóng hồng tung ảnh thì chứng tỏ cô cũng muốn khoe lắm rồi đây. Dân tình hiện đang rất sốt ruột chờ đợi Thanh Hằng tay trong tay công khai sánh đôi cùng đứa kia. Trước đó Thanh Hằng và bạn thân Hà Hồ từng có chuyến đi du lịch cùng nhau, nhưng không rõ ngồi cạnh Thanh Hằng là ai mà Hà Hồ phải dùng icon che đậy giùm bạn khiến người hâm mộ tò mò.